Đồ câu Nhật Bản huấn fishing. Xin chào toàn thể anh em và các bác đam mê câu cá. Livestream bên em lại về được một số máy câu gửi tới cho các bác. Thì giá báo trên video là chưa bao gồm phí ship. Các bác nào đặt hàng thì các bác có thể liên hệ qua số Zalo. Số Zalo em có để dưới phần mô tả. Thì những mặt hàng giá trị cao thì các bác vui lòng cọc giúp bên em một chút. Thì nay em sẽ lên mã đầu tiên cho các bác. Mã số 1 là một con máy Honeywell Spin. Shimano Honeywell Spin, size này là size 1000 các bác nhé. Size 1000. Ngoại hình của máy. Ra ngoài thích hợp cho các bác là câu UL. Câu những con cá nhỏ các bác nhé. Honeywell Spin, ngoại hình còn khá là đẹp các bác nhé. Đẹp xuất sắc. Vô bên sống. Em hoạt động thì êm mượt. Có chạm đầy đủ. Thì mức giá gửi tới cho các bác là mã số 1 giá 350.000 các bác nhé. Cho một con máy Honeywell Spin. Tiếp đến là mã số 2. Mã số 2 là Daiwa Regang. Daiwa Regang X các bác nhé. Size này là size 1500. Ngoại hình của máy cũng có chảy xước các bác nhé. Dòng này các bác vào về đánh rô chép này. Đặt cước ok. Hàng này là hàng của Made in Thái Lan các bác nhé. Hàng Made in Thái Lan. Máy hoạt động êm mượt, chốt chặn đầy đủ. Thì mức giá gửi tới cho các bác là mã số 2, giá 350.000. Tiếp đến là mã số 3. Mã số 3 là Shimano Ultega GT2000 các bác nhé. Ngoại hình của máy. Ra ngoài thích hợp cho các bác nào câu đài chợ máy này. Câu rất nhiều thể loại các bác nhé. Hàng là hàng của Japan, hàng Made in Japan, size 2000, mô bin sống, máy hoạt động êm mượt, chốt chặn đầy đủ. Mức giá gửi tới cho các bác là mã số 3, giá là 400.000 các bác nhé, mã số 3 giá 400.000. Tiếp đến là mã số 4, mã số 4 là Shimano Alex XT, size là size 2000 các bác nhé. Ra ngoài dành cho các bác đánh lua, đánh UL này. Và hình của máy cũng có chảy xước các bác nhé. Máy hoạt động êm mượt. Chốt chặn đầy đủ, có ABS. Mức giá gửi tới cho các bác là mã số 4, giá là 600.000 đúng không nhé. Mã số 4 giá 600.000, hàng là hàng của Manai. Tiếp đến là mã số 5. Mã số 5 là Shimano Alloy C3000 các bác nhé. Cũng em cũng chia sẻ với các bác một chút là dòng C. C là dòng body thon gọn các bác nhé. C3000. Ngoại hình của máy. Dòng này thích hợp cho các bác nào đánh lure. Đánh lure, đánh UL. Đánh rất nhiều thể loại các bác nhé. Hoạt động êm mượt. Chốt chặn đầy đủ. Hàng này cũng là hàng của Malaysia nhé, hàng Malaysia. Dòng này các bạn đánh UL này thì cực kỳ là phù hợp các bác nhé, hoặc đánh lua chép. Mã số 5 giá là 750.000 các bác nhé. Mã số 5 giá 750.000. Tiếp đến là mã số 6. Mã số 6 là Shimano Alloy XT2500. Ngoại hình của máy. Ra ngoài dành các bác nào câu lua này, thường các bác lấy tầm size 2000 này là về là để câu đài chợ máy các bác nhé. Ra ngoài dùng cực kỳ là bền, hàng là hàng của Shimano Alloy, ngoại hình của máy. Máy hoạt động êm mượt, chốt chặn đầy đủ. Hàng là hàng của Malaysia, hàng Malaysia. Ra ngoài đánh chuyên lua bác nhé, đánh rất nhiều thể loại. 2500. Ngoại hình cháy sức nhẹ. Mã số 6 giá là 1 triệu bác nhé. Mã số 6 giá là 1 triệu. Tiếp đến là mã số 7. Mã số 7 em có một con EG
Ngoại hình của máy cũng có chảy xước các bác nhé. Dòng này là hai size là size 2506. Dòng này dành các bác là chuyên nua, vì dòng này cốt là cốt trợ lực. Đấy, ngoại hình của máy cũng tương đương với giọng tương đương với máy kit bác nhé. Nhưng mà máy này là máy của China, sản xuất tại China. Đấy. Mô-bin sống, gạt cước ok. Size 2500 nhưng mà nó lại là cuối lông các bác nhé, cuối lông. Máy này nặng khoảng 250 gram. Dòng máy thích hợp cho các bác là chuyên nua. Máy hoạt động êm mượt các bác nhé, cực kỳ là mượt luôn. Ngoại hình của máy cũng có chảy xước các bác này. Đây. Thì máy chảy xước này em cũng để giá tốt cho các bác thôi. Là mã số 7, giá 900.000, giá cực kỳ là hợp lý cho các bác nhé. Mã số 7 giá 900.000. Tiếp đến là mã số 8. Mã số 8 là một con Shimano Ultega 2500 SDH. Bản này là bản Svel CO các nhé, bản Svel CO là bản đặc biệt. Cối nó cối lông các bác này, cối lông, tay là tay quay đôi các bác nhé. Dòng này các bác đánh nua này, cực kỳ là mượt, siêu êm mượt các bác nhé. Dòng này các bác có dùng đến 2-3 năm cũng không thể hỏng được. Đây, chốt của máy này, ngoại hình cực kỳ đẹp. Những cái dòng này này các bác nào có thể câu hoặc mua về trưng bày các bác nhé. Đây, bản Svel CO, bản đặc biệt của Shimano các bác nhé. Ngoại hình của máy đây có một chấm nhẹ đây các bác nhé. Hàng này là hàng của Japan, hàng mới in Japan, hàng mới in Japan. Thì mức giá gửi tới cho các bác một con máy Shimano Ultega 2500 SDH bản Svel CO là mã số 8. Mã số 8 giá là 1 triệu 3 thôi nhé. Mã số 8 giá 1 triệu 3. Tiếp đến là mã số 9. Mã số 9 là Shimano Classic C3000. Dòng C cũng là dòng body thon gọn các bác nhé. Dòng này dành các bác là chuyên nua, câu rất nhiều thể loại luôn. Ngoại hình của máy cũng còn khá là đẹp luôn, cũng có chảy nhưng mà chảy ít các bác nhé. Có nút châm dầu các bác này. Đây, ví dụ các bác nào đi câu về mà muốn bảo dưỡng máy chẳng hạn thì các bác tháo nút để ra, các bác châm dầu vào để cho máy êm mượt đấy, và bảo dưỡng máy tốt hơn. Thì cái dòng này dùng cực kỳ là bền, hoạt động êm mượt các bác nhé, siêu mượt, chốt chặt đầy đủ rồi. Đổ tay trái phải bình thường. Hàng là hàng của Malaysia, hàng Malaysia. Ngoại hình của máy, chân máy còn khá là đẹp các bác nhé. Thì mức giá gửi tới cho các bác một con máy là mã số 9, giá là 1 triệu tư các bác nhé. Mã số 9 giá 1 triệu tư. Tiếp đến là mã số 10. Mã số 10 em có một con Senphia BB 2500S các bác nhé. S là cuối lông các bác nhé, S là cuối lông. Ngoại hình của máy đây, con này thì đẹp xuất xuất sắc các bác nhé. Đây, phần chân máy. Dòng này dành các bác là chuyên nua, chuyên câu cá lóc. Cối lông, ra dây nhanh và thu dây cũng nhanh các bác nhé. Một cái sống này. Hàng này là hàng của Malaysia, hàng Malaysia. Ngoại hình của máy đẹp xuất sắc. Đã hoạt động êm mượt, chỗ chặn đầy đủ. Thì mức giá gửi tới cho các bác là mã số 10, giá là 1 triệu 6 các bác nhé. Mã số 10 giá là 1 triệu 6. Tiếp đến mã 11. Mã 11 là một con Shimano Biomaster 2500S các bác nhé. Bản này là bản năm 2011. Ngoại hình của máy, dòng này dành cho các bác là chuyên nua này, đánh UL, câu rất nhiều thể loại các bác nhé. Đời 2011, cốt là cốt trợ lực, cốt là cốt trợ lực các bác nhé. Cốt của máy này thường dòng này các bác nào lấy về là chuyên đi săn cá lóc này, săn cá lóc
đánh chẽm các kiểu các bác nhá. Ngoại hình của máy cũng có chạy sức nhẹ các bác nhá, đây cũng một chạy sức nhẹ. Máy hoạt động thì siêu mượt các bác nhá. Tôi chạy đầy đủ. Tay quay ship code các bác nhá, ship code. Máy này được trang bị công nghệ X-Ship các bác nhá, giúp máy quay đầm hơn và ổn định vòng tua hơn các bác nhé. Mức giá gửi tới cho các bác là mã số 11, giá là 2 triệu 1 cho BioMaster 2000S các bác nhé. Tiếp đến mã số 12. Mã số 12 cũng là một con máy Shimano BioMaster 2500 các bác nhé. Máy này thì còn đẹp. Đây, có một chút điểm chày các bác nhé. Đời này cũng giống như đời mã số 11 các bác nhé, cũng là đời năm 2011, cốt là cốt trợ lực. Tay quay ship cốt. Lô này đã được vào BE các bác nhé. Lô này đã được vào BE này. Các bác nào mua về là chỉ việc đánh thôi. Hoạt động êm mượt. Đây, có một chút điểm chày đây thôi. Phần đít thì có sức răm. Hàng là hàng của Malaysia. Thì mức giá gửi tới cho các bác là mã số 12, giá là 2 triệu 2 các bác nhé, 2 triệu 2. Tiếp đến là mã số 13. Mã số 13 em có một con Senfia. Bản này là bản C14 các bác nhé. Máy này thì là bản C14. C14 là toàn bộ thân máy được làm từ carbon các bác nhé, nên máy cực kỳ là nhẹ. Máy nặng khoảng 195 g, cực kỳ là nhẹ và cực kỳ phù hợp cho các bác nào câu cá lóc. Hoạt động êm mượt. Ngoại hình của máy ấy. Dòng máy này thì cũng là tay quay siết cốt, nhưng mà các bác nào muốn đổi sang bên tay phải là phải có cốt đổi tay các bác nhé. Dòng này chỉ quay được bên tay trái thôi, muốn đổi sang bên là phải có cốt đổi tay các bác nhé. Hàng này là hàng của Japan, hàng của Japan, máy siêu nhẹ các bác nhé, bản C14. Dòng này các bác là câu cá lóc thì chuẩn bài, câu không bao giờ biết mỏi tay các bác nhé, nhẹ nhàng. Size là size 3000 thôi nhé, size 3000. Máy nặng 195 g. Mức giá gửi tới cho các bác là mã số 13, giá là 2 triệu 3 các bác nhé. Hàng là hàng của Japan. Tiếp đến là mã số 14. Mã số 14 là Shimano Navi 4000. Dòng này thích hợp cho các bác nào câu lure hoặc câu lục đầu cần các bác nhé. Dòng này thường các bác nào về mua về chuyên câu lục này. Size 4000, ngoại hình của máy. Dòng này dùng cũng cực kỳ là bền các bác nhé. Chân máy khá là đẹp. Hàng là hàng của máy này là hàng của Malaysia các nhé, hàng Malaysia. Size 4000. Nó hoạt động êm mượt các bác nhé, chốt chặn đầy đủ. Drag của máy. Cũng có nút châm dầu cho các bác nhé, nút châm dầu này. Thì máy này thích hợp cho các bác nào đánh lục đầu cần, đánh lua cũng đều được các bác nhé, hoặc đánh rích biển. Thường các bác lấy máy này về đánh rích biển này. Đấy. Thì mức giá gửi tới cho các bác là mã số 14, giá là 1 triệu 2 các bác nhé. Mã số 14 giá là 1 triệu 2. Tiếp đến là mã số 15. Mã số 15 là một con máy Shimano Ultega, size là size 5000 các bác nhé. Ngoại hình của máy cũng có chày xước. Dòng này thích hợp cho các bác nào câu lục. Các bác câu lục tầm 20-30 m thì lấy con size 5000 này là thoải mái các bác nhé. Đánh cực kỳ là thoải mái rồi. Lắp của máy này. Ngoại hình của máy thì cũng có là chày xước. Máy quay cực kỳ là mượt các bác nhé, chốt chặn đầy đủ. Tay quay là tay quay kim loại. Đấy,
nên các bác nào đánh lục thì cứ cực kỳ là yên tâm vì cảo cá cực kỳ là khỏe các bác nhé, size 5.000. Hàng này cũng là hàng của Gia Bang, hàng của Gia Bang, dòng này dùng cực kỳ là bền luôn. Dòng máy này các bác dùng đến 2-3 năm cũng không thể hỏng được và máy cực kỳ là mượt. Dòng Ultega này chỉ sau dòng Tewin thôi các bác nhé. Dòng Ultega này chỉ sau sau cái dòng Tewin thì mức giá gửi tới cho các bác là mã số 15, mã số 15 giá là 1 triệu rưỡi. M15 1 triệu rưỡi. Tiếp đến là mã số 16. Mã số 16 là một con máy Daiwai Carida, size 4.000 các bác nhé. Dòng máy này thì các bác nào để đánh đánh cá lóc này, vì máy cực kỳ là nhẹ, vì những con máy tầm size 4.000 mà máy này nó chỉ nặng là khoảng gần 300 g. Còn các bác có thể đánh lục đầu cần hoặc đánh lục xa bờ đều được các bác nhé. Máy cực kỳ là nhẹ cho một con máy tầm size 4.000 mà nặng khoảng 300 g thôi. Máy cũng có chảy xước mà cái phần này của máy là nó bị mất cái nắp đậy các bác. Thì em cũng sẽ để giá rẻ cho các bác. Thì cái mất cái nắp đậy này thì nó cũng không ảnh hưởng gì đến hoạt động các bác nhé. Này. Hàng này là hàng của Gia Bang, hàng in Gia Bang. Rắc của máy nó hoạt động êm mượt, chốt chặn đầy đủ. Thì mức giá gửi tới cho các bác một con máy Daiwai Carida size 4.000 là mã số 16, giá là 1 triệu 7 các bác nhé. Mã số 16 giá là 1 triệu 7. Tiếp đến là mã số 17. Mã số 17 là Shimano Bio Master size 6.000. Dòng này dành cho các bác là câu lục xa bờ này. Các bác đánh khoảng 40 50 mét. Đấy, các bác vào VE đánh 40 50 mét. Cực kỳ là phù hợp các bác nhé và cảm cá cực kỳ là khỏe luôn. Dòng này dùng cực kỳ là bền, hàng là hàng của Java, đây có một chút điểm chảy. Đã có máy. Thường các bác đánh lục xa bờ là thường lấy những cái dòng size là từ size 4.000, 4.000, 5.000, 6.000 mà đến 10.000 các bác nhé. Đánh lục xa bờ và cũng tùy vào các khả năng các bác sử dụng là cối sâu hay cối lông. Đấy, cối sâu với cối lông nó đều có ưu nhược điểm của nhau các bác nhé. Hình của máy còn khoảng 90%. Hàng là hàng của Gia Bang, hàng của Gia Bang nữa nhé. Dòng này các bác dùng 5 đến 6 năm cũng không thể hỏng được và cực kỳ là bền và cực kỳ là giữ giá các bác nhé. Thì mức giá gửi tới cho các bác là mã số 17 giá là 2 triệu các bác nhé. Mã số 17 giá 2 triệu, Biomaster size 6.000. Tiếp đến là mã số 18. M18 là một con Daiwai Kit Fem các bác nhé. Dòng này dành cho các bác là chuyên câu cá lóc này và câu nhái thật các bác nhé. Hình của máy cũng có chảy xước. Thường các bác đánh cá lóc là chuyên lấy dòng này. Thì ưu điểm của nó là máy quay mượt và có cốt trợ lực các bác nhé. Máy có cốt trợ lực. Rác của máy này. Hàng là hàng của Thái Lan. Dòng này các bác lua nháy thật thì cực kỳ là phù hợp luôn. Và chuẩn bài là câu cá lóc. Chốt chặn đầy đủ. Máy êm mượt các bác nhé. Thì mức giá gửi tới cho các bác một con Daiwai Kit Fem, size là size 3.000. Là mã số 18 giá là 2 triệu 3 bác nhé. Mã số 18 giá 2 triệu 3 Kit Fem. Tiếp đến là một em có về được hai con Tewin. Thì đây là con Shimano Tewin Power size 2.000 các bác nhé. Đấy, thì cũng thông báo với các bác là cái phần tay quay này này là cái người chủ bên Nhật ấy, người ta thích tay quay đôi
là người ta đã lắp tay quay đôi vào. Còn nếu mà chuẩn ra cái tay quay zin của nó là tay quay đơn các bác nhé. Đấy thì các bác nào thích tay quay đôi hoặc là tay quay đơn thì tùy theo vào cái khả năng sử dụng của các bác thì các bác có thể thay tay quay nhé. Tay Winpower size 2000 loại hình của máy. Ra ngoài thì đổi tay trái phải bình thường các bác nhé. Cốt là cốt trợ lực. Ra ngoài các bác nào câu rô chép này, câu rất nhiều thể loại luôn. Size 2000. Hoạt động êm mượt. Hàng này hàng của Japan. Hàng made in Japan. Tewin thì mặc định là của Japan các bác nhé. Loại hình của máy. Báo động siêu mượt các bác nhé. Thì mức giá được tới cho các bác một con máy Tewin 2000 là mã số 19, giá là 2 triệu 1 thôi nhé. Mã số 19 giá là 2 triệu 1 cho một Tewin. Tiếp đến là 20, 20 là một con máy Shimano Tewin Power 5000 Hg các bác nhé. Hg là hỗ trợ các bác thu dây nhanh các bác nhé. 5000 Hg dòng này dành các bác nào câu lục này, thường các bác nào đi câu ấy thường lấy những con này để câu đánh lục xa bờ và câu cá tra các bác nhé, câu cá tra bò ấy. Tewin thì cực kỳ là khỏe và cực kỳ là đầm tay các bác nhé. Cốt là cốt trợ lực, tay quay siết cốt. Thì cái dòng này các bác muốn đổi sang bên tay phải ấy, thì các bác phải có cốt các bác nhé. Hiện tại là máy trần không hộp nên là chỉ sử dụng được ở bên tay trái các bác nhé. Đấy thì các bác nào thuận bên tay trái thì lấy con máy này nhá. Dòng này đánh lục thì cực kỳ là khỏe, hoạt động thì siêu êm mượt. Đây em lắc các bác này, em lắc cho máy cũng đi theo các bác nhé. Còn ăn cứ còn sáng, thường các bác đánh lục xa bờ ấy, hoặc các bác đánh BE ấy, là quan trọng nhất là phần con ăn cướp. Thì mỗi lần các bác ra cướp hoặc kéo cá chẳng hạn, ví dụ mà con ăn cướp nó có bị kẹt hay là nó bị xước chẳng hạn, thì cái phần dù nó chạy qua phần con ăn cướp này nó rất dễ là bị lổ trục các bác nhé. Nhưng mà đây là con máy vẫn còn con ăn cướp nó vẫn còn sáng, nó chỉ có một chút là bề ngoài nó cũng có một chút sức dăm các bác nhé. Đấy, một chút sức dăm này. Còn nếu mà để xa thì nhìn máy còn cực kỳ là đẹp. Hàng này hàng cũng là hàng của Japan, hàng made in Japan 5000 Hg, hỗ trợ các bác thu dây nhanh và cào cá cực kỳ là khỏe các bác nhé. Cắt cước ok, quả lô còn sáng nguyên các bác nhé, quả lô còn sáng nguyên luôn. Thì mức giá gửi tới cho các bác một con máy Shimano Tewin Power 5000 Hg các bác nhé, là mã số 20, giá là 3 triệu tư các bác nhé. Mã số 20 giá là 3 triệu tư, giá cực kỳ là hợp lý cho các bác luôn. Tiếp đến là Shimano Ultega XT, size này là size 14.000, dành cho các bác nào chuyên săn hàng khủng các bác nhá. Dòng này các bác nào đánh lục xa bờ này đấy, thì cực kỳ là thích luôn. Và dòng này các bác nào câu biển hoặc đánh rích biển thì cực kỳ là khỏe. Size là size 14.000, máy này là máy 2 lô các bác nhé. Máy này là tại Decoberry tại Nhật này. Đây, quả lô phụ là size 14.000, quả lô phụ là size 12.000 các bác nhé. Cái phụ là 12.000. Đây là còn nguyên tem một cửa hàng Decoberry này. Cuối cùng cực kỳ là đẹp. Dòng này các bác đánh lục xa bờ này, thường thường là các bác lấy dòng size lớn như thế này này là các bác đi câu biển hoặc câu rích biển là chủ yếu. Đấy. Thì các bác nào ở ngoài Bắc ấy, thường là lấy những dòng này về là để đánh lục xa bờ, chuyên săn chấm đen các bác nhé. Đấy, hoạt động cực kỳ là mượt. Cái phần tiếng kêu các bác, cái phần tiếng kêu là cái phần mà ở cái phần con ăn cước này này, cái phần bị chống đối cước này, nó chạm vào con lô của bác nhé. Đấy, thường là các bác quay nhanh là các bác sẽ nghe thấy cái tiếng kêu nhé. Còn quay chậm mà thường thường là sẽ không có bác nhé. Rắc của máy.
máy này còn cực kỳ là đẹp luôn. Thì cái người chủ bên Nhật ấy, người ta bán cho cửa hàng ấy, thì người ta cực kỳ là giữ. Thì cái máy này nó cũng có một chút chảy xước theo thời gian, xước nhẹ thôi các bác nhé. Đây. Đấy, người Nhật người ta công người ta cực kỳ là giữ máy luôn. Đấy. Mà máy nó chỉ theo thời gian thì nó sẽ xước một chút thôi. Hàng là hàng của Japan thôi nhé, hàng Japan. Hàng Japan đổi tay trái phải bình thường. Đấy, con ăn cứ còn sáng các bác nhé. Nên các bác đánh lục hoặc đánh biển cực kỳ là yên tâm. Đấy. Size 14.000, lô phụ là 12.000 các bác nhé. Máy đẹp xuất sắc luôn. Thì mức giá gửi tới cho các bác là mã số 21, giá là 2 triệu rưỡi. Mã 21 giá 2 triệu rưỡi cho Shimano Ultega size 14.000, hai lô các bác nhé. Thì các bác nào mua hàng các bác liên hệ trực tiếp qua Zalo hoặc nhắn tin trực tiếp qua Zalo. Em có được số Zalo của em có để dưới phần mô tả các bác nhé. Đấy thì các bác những cái mặt hàng mà giá trị cao ấy, các bác vui lòng cọc giúp bên em một chút. Đấy, các bác nào thấy video của em hay hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để đón chào những cái sản phẩm và những con máy tốt nhất và những mức giá tốt nhất gửi tới cho các bác nhé. Em xin chân thành cảm ơn.